7 nhạc sắp tay đấy, sắp tay hả? Máy em coi trên cái trang web này. Ôi, mấy cái điện thoại này xong trên mạng có mấy chỗ đề có 17 triệu 7 đấy, sắp tay anh. Anh kiểm tra ngoại hình máy giúp em nha, xem có chày siêu cứng móp gì không. Tiếng này tiếng gì ta? Tiếng khói anh. Tiếng khói à? Khói giờ đúng rồi. Tiếng này nam nữ xài đều được. Tiếng này nó nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ anh bạn. À bác Phương đây cháu. Phụ kiện gì không? Dạ có anh. Cuối tháng đi cái phụ kiện thì có sạc cáp tai nghe AKG. Với lại bộ thế này gì á? Cái này là để cắm vô điện thoại anh nè, xong cắm cái dây sạc cắm vô điện thoại iPhone hoặc là Samsung, chuyển dữ liệu trực tiếp qua luôn, không có cần qua cái máy tính. À nghĩa là chuyển dữ liệu giữa cái điện thoại với nhau. Đúng rồi, danh bạ hình ảnh cái gì chuyển cũng được. À hay. Còn cái này là cái adapter sạc USB connector, tại vì cái sạc này là sạc Type-C chuẩn mới rồi, nó cắm chiều nào cũng được. Ví dụ mà mình đi đâu mà mình quên mang sạc của mình đi mà mình có cái cục này, mình vẫn lấy cái sạc cũ mình cắm vô đây mình sạc được. Đâu? Đây nè. À cái chuẩn cũ hả? Đúng rồi. Chuẩn cũ cắm vào đây. Chuẩn cũ qua chuẩn mới. Đúng rồi. Tai C, tai nghe AKG. Cái tai nghe này ở ngoài bán 99 đô. Mày gì vậy? Cái này là mấy cái mút để cái cắm vô tai nghe anh. Mút cắm tai nghe. Dạ. Đúng rồi, hãng tai nghe của Đức. Riêng cái dòng S8 này sẽ được tặng. Ủa? Cái tai nghe này. À cái dây này là chuẩn của nó luôn rồi nè. Đúng rồi, chuẩn tai si á. Vậy là cái này thì chỉ cần đi đâu quên mới gắn vô thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đi đâu mà mình có mấy cái sạc cũ á, mình gắn vô. Cũ sạc. Thì sạc em bảo hành anh 6 tháng, còn tai nghe không bảo hành nha anh. Máy này mình bảo hành trong 1 năm nha. 30 ngày đầu sử dụng mà có vấn đề gì á, anh mang qua em mang lên Samsung thẩm định lỗi giúp anh. Đúng lỗi đổi một máy mới. Ngoài ra thì có chính sách đổi trả theo nhu cầu, là ví dụ anh xài này chán đi, muốn đổi qua iPhone chẳng hạn, thì tháng đầu tiên sẽ mất 20% giá trị máy. Rồi mỗi tháng tiếp theo mất thêm 5%. Máy chạy xước sẽ mất thêm 5%. Mất hộp 2% và mất phụ kiện là 5%. Cái này bảo hành toàn quốc cho anh luôn, anh đến shop FPT nào cũng được bảo hành. Cả đồng lên luôn hả? Dạ đúng rồi, em cả đồng lên cài đặt luôn.
iPhone đó em. Bây giờ có cái mạng mà chép chép cái ảnh mà mình chụp trong iPhone nó ra mà. Dặn vừa rồi là mình đọc rồi. Nó phải có tắt không? Đó, giờ ai đây. Giờ lên nhé. Đúng rồi. Khi nào mà ai gọi tới á, vuốt vào đây alo nghe thôi. Ủa sao nó tắt cái giờ lại? Nó không có hiện hoài cho anh. Thì mình mở lên mình đóng lại thôi, nó hiện thấy giờ. Nó hiện cho mình coi cái. Đúng rồi, bây giờ ở đây. Vừa mình nghe nhạc, chuyện bài, volume cũng hiện này luôn đi, mình mất nhạc. Ở nãy gì vậy? Cái này là nút trợ lý ảo Bitbuy. Nó giống như Siri của Apple á. Mà nó chưa hỗ trợ tiếng Việt. Nó hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Hàn trước thôi. Cái này cầm nó sang. Bỏ được một cái thẻ nha Visa hay là thẻ ATM ở đây. Nó bảo vệ máy. Hoàn hảo. Camera bên tay nó bảo vệ. Rồi, xong chưa? Rồi, đóng hộp. Rồi, rồi, ok. Nghe nói chuẩn này tốc độ nhanh lắm nè. Đúng rồi anh, tài xì nó vô nhanh. Nhanh được mấy lần? Nhanh hơn lắm, hơn 3 lần anh. Thì rẻ, rẻ hơn 100 ngàn. Cái này thì nó bóng. Cái nó cũng lướt luôn. Không lướt mà cái này đẹp hơn à? Dạ, cái này bằng vải thì nó đẹp sang hơn. Nó không có bám vân tay. Cái này bóng thì nó dễ bám vân tay. Cái này bằng gì? Đây nè, mở ra. Một cái bằng vải, một cái bằng gì? Đây nè. Nếu mà mình sử dụng mà không có thợ thì nó chạy nó, còn cái này nó bền hơn. Cái này có nhiều màu không? Nhiều màu anh. Cái này bằng một màu này, cái bằng bóng, này nhiều màu. Cái bóng đúng không anh? Rồi, để lấy ra cho anh coi. Thôi này giống như nỉ vậy. Ừ. Này nỉ màu đỏ. Này dễ bố. Bóng bằng màu đen đen nè. Này bóng bằng đen không? Đúng rồi. Này bằng nhựa đúng không? Này bằng nhựa đúng không? Bằng đen. Phải không? Nhựa. Chất liệu này em cũng không biết nó tên gì nữa. Cái này gì vậy? Đúng rồi, nó cần một cái tiếp vô cái màn hình đó thì nó hít lên. Hít nó vô hả? Đúng rồi. Ủa gì cái này có không? Có. Tôi có đâu, cái này đâu hít đâu. À, nó nằm trong đây rồi, nằm trong đây, con này nó không có lộ ra. Cuối cùng là 256. Dạ có anh, anh muốn biết hóa đơn công ty hay hóa đơn bán lẻ bình thường. Bán lẻ bình thường đúng không? Rồi có lấy em xong chưa? Còn hóa đơn công ty anh cũng đâu phải cần phải đóng tiền gì đúng không? Đúng rồi anh, đó là thuế đầy đủ luôn rồi.
Tại vì mấy cái ốp này em đã mở với anh kiếm rồi không có. Tại vì shop em là SS của Samsung á, cho nên mấy cái ốp chính hãng này sẽ được đưa về shop em. Dạ. Đây sai bên. Đang để nhắn xuống đơn vị bị o bế ở trên.